Kênh Mai Vàng miền Bắc 123 xin chào quý vị và các bạn ạ. Thì hôm nay là tối ngày 28 âm lịch, tức là tối ngày 28 Tết các bác nhé. Thì chỉ còn ngày mai là 29 năm ngày mai là ngày cuối cùng của năm 2021. Ngày mai là chúng ta đón giao thừa và bước sang một năm mới 2022. Thì kênh Mai Vàng miền Bắc xin chúc tất cả quý vị và các bạn chuẩn bị đón một năm mới thật là nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Thì hôm nay thì kênh sẽ quay lại những cái cây mai ủ nhiệt ngoài miền Bắc. Và đây trên màn hình quý vị đang xem thì quý vị thấy là cây mai đang nở rất là đẹp. Đây là cây mai họ nhà Cúc các bác nhé. Thì bây giờ nó mới nở được khoảng tầm 30-40% thôi. Còn ngày mai là 29 nữa thì chắc nó sẽ nở nhiều hơn. Hôm nay em vừa cho vào trong nhà thì nó sẽ ấm hơn, sẽ nở nhiều hơn các bác nhé. Đấy, cây mai Cúc rất là đẹp này. Bên ngoài nó đẹp hơn rất là nhiều. Đây là cái hình ảnh chân thực nhất cho những cây mai ngoài miền Bắc. Đấy, thì đó cũng là cái câu trả lời là miền Bắc có mai có nở kịp Tết hay không. Thì hôm nay là ngày 28 âm rồi, mai là 29, tức là 30 đón giao thừa. Thì những cây mai các bác thấy đây rất là tuyệt vời nhé. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, số nụ nó mới nở được khoảng tầm 43-40% thôi. Ngày mai ngày kia mùng 29, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 nữa thì nó còn tuyệt vời nữa các bác nhé. Đấy, thực ra thì miền Nam hay miền Bắc thì em nghĩ là chơi mai ngoài miền Bắc thì nó cũng không khó đâu. Kể cả trong miền Nam cũng vậy. Chơi mai thì để cho ngày nở hoa chuẩn ấy thì người ta cũng phải tính căn ke từng ngày một và cũng dùng các biện pháp gọi là che lưới để chống nở sớm, hay là dùng biện pháp gọi là cũng là kích để mà nó kịp nở Tết. Đấy. Nói chung là kể cả trong miền Nam thì cũng các nhà vườn lớn thì cũng phải tính toán cái ngày rất là chuẩn. Đấy, còn những người mới chơi kể cả trong miền Nam thì cũng sẽ gặp phải vấn đề là nở sớm hoặc nở muộn. Đấy, thì ngoài miền Bắc thì em thấy là nhiều bác bảo là ngoài miền Bắc là không chơi được mai, với lại mai không nở đúng Tết đâu, không chơi được. Thì đây để quay thực tế để cho bác nào mà mới chơi hoặc là chưa biết cách làm thì để các bác sang năm các bác làm cho nó đạt các bác nhé. Đấy, thì cây mai đây các bác thấy đây là cây mai cũng hoành, cũng rất là lớn. Một cây mai mai ghép giống cúc các bạn. Đây là cây mai sủ chảy ghép giống cúc. Đây hoành thân nó bác, đây là sủ chảy này. Những cây mai em vẫn thường quay cho các bác xem này. Cả một số bác chưa xem video của em thì lại tưởng là mai mua ở đâu. Đấy, ngoài miền Bắc mà có những cây mai như này thì nó cũng tương đối là giá trị. Đấy, nếu ở trong miền Nam thì nó rất là bình thường, nhưng ngoài miền Bắc thì những cái mai nó bệ đế mà hoành nó to này cũng tương đối là giá trị các bác nhé. Đấy. Khi chăm mai ngày Tết các bác lưu ý giúp em là các bác để cái bầu đất nó độ ẩm nó vừa đủ các bác nhé. Chúng ta không nên tưới ướt quá. Tưới ướt quá là cây mai nó sẽ bị chết các cái rễ non và nó có thể bị gây ra nguyên nhân rụng nụ các bác nhé. Đấy, chúng ta tưới cái độ ẩm vừa phải thôi. Khi nào bầu đất khô thì chúng ta mới tưới. Ngoài miền Bắc cái nhiệt độ rất thấp. Và đặc biệt là Tết, mấy ngày Tết hôm nay là nhiệt độ có ban ngày có 14 độ thôi và ban đêm thì có 12 độ. Đấy, nhiệt độ mấy ngày Tết là rất thấp các bác nhé. Thế nên cây nó không hút nước nhiều, không có ánh sáng, ánh nắng chiếu vào nó không hút nước nhiều. Cho nên các bác tưới cái độ ẩm nó vừa phải cho em. Và nếu trời lạnh quá thì các bác có thể pha một chút nước ấm các bác tưới thì nó sẽ bộ rễ nó ấm hơn nhé. Và chúng ta nên tưới vào buổi trưa. Đấy, còn cái phần thuốc thì các bác cứ định kỳ là tầm một tuần chúng ta tưới dưỡng rễ N3M một lần. Đấy, một tuần chúng ta tưới dưỡng rễ N3M một lần. Và N3M thì các bác cũng có thể là pha một chút nước ấm vào để cho nó khi tưới là cây nó không bị lạnh rễ. Thì hôm nay quay để các bác, cái nhất là các bác chiêm ngưỡng cái hoa của cây mai ủ nhiệt. Đấy, chứ còn những một số bác quanh hàng xóm nhà em đây thì tút lá không ủ nhiệt thì đến giờ này nụ nó vẫn chưa có nở được. Cụ thể là em ở tỉnh Vĩnh Phúc các bác nhé. Thì cũng có một số bác ở các nơi khác
là cũng bị nở sớm nở muộn. Thế nhưng mà theo em thì các bác từ sang năm thì các bác nên ủ nhiệt để cho cái mai nó nở đạt sự đồng đều, đẹp và nở rộ. Đấy. Thế họ nhà Cúc này thì cái bông hơi nhỏ các bác, nhưng mà cái bông dòng này thì nó đậm màu. Hôm nay em vừa quay cho các bác xem cái cây mai nhà em, cũng là vừa phân tích một chút về cái các cái cánh hoa của mai để các bác nào mà mới chơi mai thì các bác xem như thế nào là bông đẹp, như nào bông không đẹp các bác nhé. Đấy. Đây là họ nhà Cúc các bác này. Họ nhà Cúc thì cái bông của nó thì nó không được to. Đấy, cái cánh của nó thì không được phẳng. Đấy, nhưng mà ưu điểm của nó thì là nó nhiều lớp bông, nhiều lớp bông nhé. Đấy, từng tầng từng lớp một, nó có rất nhiều cánh. Cái thứ hai là cái cánh nó không bị rụng, hạn chế bị rụng cánh. Thế nhưng mà nó mà rụng thì nó rụng cả nụ và nó rất là bền. So với mai Thủ Đức thì mai Thủ Đức nó chỉ được tầm 4 đến 5 ngày, trên dưới 4 ngày thôi là nó đã rụng cánh rồi. Nhưng mai Cúc thì khoảng tầm 8 đến 10 ngày mới rụng bông các bác nhé, rất là bền. Đấy. Đây mai Cúc nhà em không bị rụng nụ đâu các bác nhé. Đấy, thì mặc dù năm nay là em vẫn chia sẻ với các bác là em bỏ mất mấy tháng không chăm được mai, bỏ mất 5 tháng giữa năm là không chăm được mai. Đấy, thì cũng là cái thời điểm mà em không ra được video để chia sẻ với các bác, và em chỉ chăm được mấy tháng đầu năm, mấy tháng cuối năm thôi, cho nên năm nay là mai nó cũng chưa đạt lắm. Sang năm thì chắc chắn là hoa, cái số lượng hoa thì em dành thời gian chăm thì nó sẽ chắc chắn là sẽ đạt hơn rất là nhiều. Đấy. Thì cái nụ này nó vẫn cũng chỉ là mức độ trung bình thôi các bác nhé. So với cái khả năng chăm của em thì nó vẫn chỉ là mức độ trung bình thôi. Và em cũng chia sẻ với các bác là chăm mai thì nó cũng không khó đâu các bác nhé. Đấy, mặc dù năm nay em không chăm đây mà kết quả nó vẫn cứ gọi là tạm tạm. Thế thì em nghĩ là sẽ nhiều bác sẽ làm được, chứ không có một cái gì là khó cả về việc chăm mai để cho nó đạt cái nụ, và về việc làm cho hoa nở đúng dịp Tết các bác nhé, là cũng không khó một chút nào nha. Đấy, chúng ta chỉ có cần một cái bóng điện, một cái bóng điện úm gà và một cái túi bóng. Đấy, một cái bóng điện trị giá khoảng tầm 40.000 là chúng ta có thể cho một cây mai cao độ tầm trên dưới 1m3, 1m5 như này là nở rực rỡ luôn, đúng ngày Tết luôn, muốn ngày nào nở được ngày đó các bác nhá. Đấy, thì đây là cây mai Cúc ủ nhiệt, ủ ngày mùng 3 và em ra lò ngày 11 âm lịch, và khi ra lò thì nụ nó đạt tầm 2-3-4 thôi. Hôm nay thì nụ nó nở tầm 30-40% rồi, và các nụ kia cũng bắt đầu hé vàng hết rồi các bác nhá. Đây, các nụ này cũng hé vàng hết rồi. Đấy, cây mai rất là tuyệt vời nhá. Thì đây là dòng Cúc các bác nhé. Đấy, các bác nhìn dòng Cúc thì các bác biết là cái nụ của nó, cái bông của nó thì nó không được to, mà cánh của nó thì nó hơi nát nhá. Đấy, nó gọi là hơi bị nát. Thì tùy theo cái phong cách chơi, tùy theo mỗi người một sở thích. Thì có người thì thích dòng Thủ Đức cánh nó phẳng, có người thì thích dòng Cúc. Thì các bác theo sở thích nào thì mình lựa chọn cho mình những cái cây mai, bông mai theo cái dòng đó. Đấy, đây là họ nhà Cúc. Đây em có một cái cây mai rất là đẹp, rất là đẳng cấp các bác này. Cái bông, cái họ bông của nó, cái giống bông. Cây mai thì rất là bình thường, thế nhưng mà cái hoa của nó rất là sáng màu các bác này. Đấy, đây là cũng là họ, một cái giống họ lai nhà Cúc các bác nhá. Đấy, các bác thấy rất là sáng màu này. Đấy, hoa rất sáng màu nhá, ở bên ngoài đẹp lắm, đẹp hơn trong video rất là nhiều. Đấy, rất là sáng màu như Thủ Đức luôn, sáng màu y hệt Thủ Đức. Đấy. Còn đây, bên này là Cúc này các bác này, Cúc thì nó đậm màu hơn nhá. Đấy, họ nhà Cúc thì đậm màu hơn này. Họ nhà Cúc thì đậm màu hơn. Thế còn bên này là Cúc lai, em mới quay video cho một người em ở trong Bình Định. Họ bảo em có cái cây mai này là một cái cây mai rất là tuyệt vời. Các bác xem này, cái bông của nó, cái nhất là bông của nó rất là to. Cái thứ hai là phẳng các bác nhá. Bông to và cánh phẳng, và nó có hai lớp, một lớp trên một lớp dưới, không bị lọt sáng xuống dưới các bác nhé. Đấy, nếu mà để so sánh với Thủ Đức thì em thấy cái bông này em thích hơn bông Thủ Đức. Và cái người em ở trong Bình Định thì cũng bảo là bông này nếu để so Thủ Đức thì là hơn hẳn các bác nhé. Như vậy em có một cái cây giống gọi là rất là tuyệt vời đang nằm ở trong vườn em. Bạn đấy bảo là, người em đấy bảo là
nếu như ở trong Bình Định mà nhà vườn mà có một cái bông nó như thế này, một cái cây mà cây giống như này thì là một cái giá trị các bác ạ. Đấy thì các bác chơi mai thì các bác cũng xem cái bông, quay để các bác xem cái bông là bông như thế nào, là bông đẹp các bác nhé. Đấy. Đấy, bông rất đẹp các bác này, rất sáng màu, đặt ở góc nhà là sáng rực nhà luôn. Đấy, sáng rực nhà luôn. Còn dòng cúc thì nó thợ màu hơn. Đấy, và cái này thì nở từ hôm, cây này thì nở từ hôm 16. Nở từ hôm 16 và cái em theo dõi thì cái khoảng tầm 8 ngày đến 10 ngày thì nó mới rụng bông các bác nhé. Đây, cái bông thì em nhặt em xếp đây. Đấy, nở từ hôm 16 đây. Nhìn ở ngoài đẹp lắm các bác. Đấy. Đấy, những cái bông nó rụng thì em xếp đây các bác này. Đấy. Bông này em theo dõi là tầm 8 đến 10 ngày thì nó bị rụng các bác nhá. Như vậy rất bền các bác nhá. Cực kỳ bền luôn, nếu mà so với Thủ Đức thì cực kỳ bền. Gấp độ bền gấp đôi Thủ Đức luôn. Thủ Đức thì tầm 4 đến 5 ngày nó rụng cánh rồi. Nhưng mà dòng họ nhà cúc lai này, họ nhà cúc và cây này của em thì không phải cúc các bác nhá. Cái bạn ở trong Bình Định, bạn chuyên về mai, bạn bảo cây này là cây cúc lai, một cây cúc lai đấy. Đấy, cúc lai giảo. Hoa rất tuyệt vời, cánh cực phẳng và dày cánh, bông rất sáng luôn, rất tuyệt vời luôn. Cây này thì để làm giống, em để làm giống để nhân bản ra các cây khác các bác nhá. Cây này thì em chơi từ hôm 16 âm lịch. Đấy, hôm nay là 28 âm lịch, tức là chơi khá dài rồi các bác ạ. Đấy, hoa vẫn rất là bền. Nở từ hôm 16, ra lò hôm 16 âm lịch các bác nhé. Ra lò hôm 16 âm lịch. Ui, em ơi đừng gỡ hoa của ba nhá, để cho nó đẹp nhá. Vâng, em ngoan lắm. Rồi. Rồi, con gái tạo dáng cho ba nhá. Ba quay video nhá. Rồi, con gái xin chào tất cả các bác nhá. Cháu gái, cháu út nhà em. Xin chào tất cả các bác. Đấy. Cháu đang đứng ở cái cây hoa bông rất là tuyệt vời đấy các bác. Bông của nó thì tuyệt đỉnh luôn. Nếu để so với Thủ Đức thì em thích cái bông này hơn Thủ Đức luôn. Đấy, bông vừa to, cánh lại phẳng và hai tầng lớp các bác nhá, hai tầng hoa, hai tầng cánh. Đấy, nó tầng trên và tầng dưới, hoa rất sáng màu, rất tuyệt vời. Ui, đừng nghịch của ba con gái ơi, đừng gỡ bông hoa nhá, để cho nó đẹp ngày Tết nhá. Vâng, rồi ngoan lắm. Đấy, nhà thì nhà em ngày Tết thì không có tiền, không có nhiều, nhưng mà xung quanh nhà toàn mai thôi. Đấy. Đấy, các bác xem cái bông của nó nhá, bông của nó rất là ok này, bông rất sáng màu và rất đẹp, rất khít cánh, còn nó hai lớp, một lớp trên và một lớp dưới. Đấy, chùm này nó có hai, nó còn 2, 4, 6 nụ nữa chưa nở các bác ạ. Tổng số có 8 nụ thì còn 6 nụ chưa nở nhá. Đấy, nó mà nở hết thì khá là rộng. Bây giờ nó nở khoảng, tính ra trung bình cây thì nó nở khoảng tầm trung bình cây nó nở khoảng tầm 80% rồi, 70-80% rồi. Nó mà nở hết cây thì sẽ rộng nữa các bác nhá. Đấy, đây là bông mà em được coi là bông đẹp các bác nhá. Đấy, bông rất đẹp này. Quay sang Thủ Đức này. Đấy, các bác thấy không? Dòng Thủ Đức thì nó rất sáng màu, người ta thích cái Thủ Đức là sáng màu các bác nhá. Bông Thủ Đức thì là sáng màu và cánh phẳng. Đấy, còn họ nhà cúc thì là cánh nó hơi nhăn, hơi nát. Đấy, mỗi người thích một phong cách chơi, có người thì thích Thủ Đức cánh phẳng, còn có người thì lại thích cúc bởi vì nó lâu tàn. Đấy. Nếu dòng Thủ Đức kia mà đặt ra ngoài gió, hôm xưa em đặt ở ngoài gió thì một cây cúc với một cây Thủ Đức thì cây Thủ Đức nó bay hết cánh các bác ạ. Đấy. Và cây Thủ Đức thì nó chỉ được tầm trên dưới 4 ngày thôi là nó đã bị rụng cánh rồi. Thế còn dòng cúc thì khoảng tầm 8 ngày đến 10 ngày. Rất là hạn chế rụng cánh nhưng mà nó rụng nụ. Còn Thủ Đức thì không rụng cả nụ nhưng mà nó rụng tả tơi hết cánh. Đặc biệt là khi mà ra ở gió là rụng tàn hết. Đây là cái bông hoa Thủ Đức là các bác này. Đấy. Giống đấy, động nhẹ vào đã rụng nụ rồi, đã rụng cánh rồi, tả tơi hết rồi. Đấy. Cánh của nó dễ rụng lắm. Thủ Đức thì nó chỉ được tầm 4 ngày thôi, trên dưới 4 ngày thôi. Thủ Đức thì nó có số cánh từ 8 đến 12 cánh các bác nhá. Cái ưu điểm của Thủ Đức là rất sáng màu.
rất sáng màu đấy, bông to, bông cực kỳ to và sáng màu, cánh phẳng. Đấy là người ta thích cái bông thủ đức là cánh nó phẳng, bông nó to, đặt vào cái miệng chén là không lọt luôn, đặt vào cái miệng chén to là không lọt luôn. Đấy, bông rất to các bác này. Đây, bông cực kỳ to luôn. Đây là em chưa chăm được cho nên nó cũng ở mức độ bình thường thôi, còn bông nó bằng 4 ngón tay luôn. Đấy, số cánh thì từ 8 đến 12 cánh các bạn. Đấy, đây gọi là thủ đức nhá. Đấy, nhưng mà thủ đức thì nó 82 cánh nhưng mà nó chỉ xếp thành một lớp thôi các bác, nó vẫn bị lọt sáng nhá. Ý em nói là bị lọt sáng tức là nhìn thấy tay này hoặc nhìn thấy ánh sáng lọt xuống, tức là kẽ nó vẫn thưa. Đấy, kẽ nó vẫn thưa, có những bông kẽ vẫn thưa, có những bông thì nó xếp cũng dày các bác, như bông này xếp cũng dày tức là không lọt sáng này. Đấy, bông này không lọt sáng. Đây là thủ đức, hoa thủ đức. Cái này thì em ghép này nó vẫn chưa già mùa lắm nên hoa nó cũng chưa đạt. Đây, cái này thì hoành thân tầm cỡ tầm 70 các bạn. Bệ thân như gốc tứ quý luôn, có bộ bệ đế rất là đẹp, rất đẳng cấp luôn. Đấy, đang nằm ở chậu 70. Cây này rất lực cây, bộ bệ rất là khiếp, như cái đa. Đấy, thủ đức rồi bác nha. Đấy, thủ đức đấy. Đấy, thì em quay 3 cây để các bác biết là hoa mai miền Bắc là nở đúng Tết là không khó nhá. Đó là câu trả lời, là mai miền Bắc hoàn toàn nở, cho nở đúng Tết là bình thường các bác nhá, không có một cái gì là khó cả. Đấy, và cũng chia sẻ với các bác là ba loại bông. À đây, một cái loại bông số 4 nữa chia sẻ với các bác này. Cái này là nó tầm 6 cánh, 7 cánh. Đấy, các bác xem này. Thế nhưng mà cánh nó rất là mỏng và nó vẫn bị lọt sáng này, tức là nhìn thấy cái tay mình đặt tay bên dưới là vẫn nhìn thấy tay các bác nhá. Nó chỉ có một lớp thôi. Đấy là 4 loại bông các bác nhá. Thì các bác xem để ý nha, hoa như mình là thuộc những cái loại bông nào. Đấy, nếu như bông như này là ở mức độ đẹp là trung bình các bác nhé, 6 cánh nó mức độ nó vẫn bị lọt sáng dưới. Đấy, và những cái này thì bông này nó cũng là độ bền hoa nó cũng không được bền lắm. Đấy, cái này thì theo đánh giá của cái bạn ở trong Bình Định ấy, thì bạn bảo bông này nó chỉ được tầm ở mức trung bình thôi, đánh giá ở mức trung bình thôi. Đây, quay lại thủ đức của các bác xem này. Đấy, thủ đức đây nhá. Thủ đức có những bông thì lọt sáng, có những bông thì cũng không bị lọt sáng các bác nhá. Đấy, thủ đức đây. Đấy, thủ đức cánh rất phẳng, hoa rất sáng, cánh rất phẳng, bông rất to. Đấy là cái đặc điểm của thủ đức. À, và đây là cái cây mai mà em bảo cái giống rất là quý các bác này. Hiện tại em đang có cái cây này thì rất là tuyệt vời. Cây thì rất là bình thường, cũng là những cây. Cái này thì được đứa em nó tặng. Đấy, đứa em nó mua tặng ngày Tết. Nhưng mà nó lại mua được cái cây, chọn được cái cây hoa rất là đẳng cấp luôn. Đấy, theo như một đứa em trong Bình Định chia sẻ, và em gửi ảnh quay video Zalo cho bạn ấy, thì bạn ấy bảo đánh giá cây này là hoa đạt ở mức độ gọi là khá ở đỉnh cao các bác. Chất lượng hoa, cái nhất là cánh nó phẳng. Các bác thấy là cánh nó phẳng này, và nó hai tầng lớp cánh các bác nhé. Cánh rất phẳng, hoa rất sáng. Đấy, cánh rất phẳng và hoa rất sáng, giống thủ đức. Nhưng mà nó lại hai tầng, hai lớp. Đấy, hai lớp, một lớp trên, một lớp dưới, không bị lọt sáng. Rất đẹp các bác nha. Đấy, ngày Tết rất rực rỡ luôn. Ai bảo miền Bắc là mai không nở đúng Tết. Các bác xem và để có cái động lực để sang năm mình làm cây mai, chăm sóc cây mai, để mà có những cây mai ngày Tết thật đẹp các bác nhá. Nếu để cái hoa này, nếu bác nào mà mới xem các video của em đi quay các cái hoa ngày Tết ấy, quay các cái hoa ngày Tết ở các cái thành phố và các cái thị trấn vừa rồi ấy, thì cây mai ngoài chợ thì nếu mà để so với cây này thì còn thua xa các bác nhá. Đấy, mặc dù năm nay là mình vẫn còn chưa chăm được đấy, thì trong số các bác xem video thì cũng sẽ có rất nhiều bác là cây mai còn đẹp hơn cây của em rất là nhiều. Bởi vì năm nay thực sự là em vẫn chia sẻ các bác là không chăm được mai, còn sang năm thì sẽ cố gắng dành thời gian hơn. Thực ra mình không phải là nhà nghề chuyên sâu về cái này, mình chỉ
chơi lâu, với cái quan điểm là chơi lâu và có một chút kinh nghiệm, thì làm các video chia sẻ, lấy những cái kiến thức mình đã thành công rồi, đã rút ra đúc kết kinh nghiệm rồi và chia sẻ với tất cả mọi người thôi, chứ không phải là chuyên nghiệp như những cái vườn mai tiền trăm tỷ trong miền Nam. Đấy, bông rất đẹp các bác này. Bông này thì em sẽ dự kiến là nhân giống và ghép sang các cái cây khác, rất là tuyệt vời. Bông của nó được đánh giá rất là cao. Em cũng mua một cái cây mai cúc của bạn đấy ở trong Bình Định ra để làm giống, nhưng mà bạn đấy đánh giá là cái cây mà em mua đó thì được chỉ được 9 điểm thôi. Thế còn cây này thì bạn ấy đánh giá là được 9 điểm rưỡi các bác nhé. Đấy, tức là cây của bạn đấy là em đã chọn là cây đẹp rồi, nhưng bạn đấy bảo là cũng chỉ được 9 điểm. Còn cây này được 9 điểm rưỡi, hơn cả cây bạn đấy luôn. Rất đẹp luôn. Rất đẹp. Rất sáng màu và rất đẹp luôn. Đấy các bác ngắm kỹ cái cây mai nhà mình, cái bông mai nhà mình xem là nó thuộc cái cánh nó có đẹp hay không nhá, ở mức trung bình hay không nhá. Như thế này thì được gọi là bạn ấy đánh giá là 9 điểm rưỡi. Đấy là quan điểm của bạn đấy. Thế còn mỗi người một quan điểm khác nhau nhá. Cái quan điểm thì nó không có đúng, không có sai các bác nhá. Đấy thì nó chỉ có quan điểm riêng của cá nhân thôi. Và thực sự em thấy cái cây này thì cái bông của nó cũng là tuyệt vời đẳng cấp, bởi vì so sánh ngay cây này với cây Thủ Đức thôi. Người ta thường lấy cây Thủ Đức là hoa hàng đầu. Thủ Đức là gọi là đệ nhất hoa mai. Đấy thì là cánh nó phẳng và nó số cánh nó nhiều, 8 đến 12 cánh. Thế còn cái này thì nó hai lớp cánh và cánh rất phẳng, bông cũng rất to và rất sáng màu. Rất tuyệt vời luôn. Rực rỡ, hôm nay là 28 mà ngày mai 29 là đón giao thừa, rực rỡ hoa luôn các bạn. Rực rỡ luôn. Đấy, còn đây họ nhà cúc các bác này. Cây này thì độ tầm mùng 2 thì nó kín cây luôn. Đây các cái bông đang nhú, kín cây luôn. Thế em làm cái video này thì chia sẻ tới bác nào mà lo mai miền Bắc không nở đúng Tết thì bác xem để yên tâm để sang năm các bác làm theo nhé. Các bác thấy hay thì các bác làm theo. Và cũng chia sẻ một số các cái loại bông, chủng loại bông, loại hoa như vậy để các bác tiện xem cái bông nhà mình thuộc bông đẹp chưa, để chúng ta có kinh nghiệm lựa chọn những cái bông ra chợ sang năm mua những cái cây mai bông đẹp, mà lựa chọn những cái cây thật đẹp cho những ngày Tết nó rực rỡ các bác ạ. Thì em xin phép kết thúc video tại đây nhá. Chúc tất cả các bác xem video thật nhiều sức khỏe và thật thành công trong năm mới 2022. Em xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp sau.